Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình tiếp tục chơi cái trò chơi Power qua giữa phiên bản 12.0 hả bạn. Mình có 635 đồng vàng vân và bây giờ mình sẽ tiếp tục mở khóa nhân vật khác. Đây có 500 nè. Rồi mình chạy con này. Cái con này là cái gì vậy? Cái gì ma dương gì đó. Rồi. Bây giờ thì ta sẽ chơi. Ok. Vâng, đầu tiên mình sẽ chọn đấu với một cái nhân vật này. Trong đây. Đây tìm thấy nó rồi. Mình sẽ đấu đầu tiên với con này. Hôm bữa mình đã mở khóa các bạn. Rồi mình đấu như thế nào xem ha. Vâng, ok, cái trận đầu tiên chúng ta sẽ gặp. Hay trời. Vâng. Đây. Trời ơi, yeah. Công nhận ha, mạnh thật. Máu không mất tiếp tục. Mày nè, trời ơi. Ấy da, ghê thật. Trời. Người chơi trưởng hoài vậy đó hả? Đứng đầu chơi cưng. Đừng có mà sốc với tao. Wow. Dữ thiệt. Bây giờ thì trời. Mạnh lắm. Được lắm. Dính đòn. Wow, nâng cấp sức mạnh lên nữa ha. Mạnh thật. Được. Trời. Ghê thật. Chiều đó ghê lắm nha. Anh bạn. Chiều. Quá. Mày bị ăn đòn. Dạ trời. Ghê. Chiều này ghê lắm. Trời, nó lực ghê. Ăn đạn nè. Bao quả. Trời. Những đầu cho cưng. Yeah. Trời. Đích. Đừng có mà giỡn chơi chi. Vâng. Thế là xong các bạn. Giờ chúng ta tiếp tục. Bây giờ sẽ để mình coi coi đấu với nhân vật nào. Đấy nè. Rồi đây thằng Goku. Giờ 6 gian 3 mình sẽ đấu thử với nó xem như thế nào ha. Rồi các bạn. Chúng ta cần gian nào. Quang. Yeah. Cha. Dính cái đầu của ta rồi. Trời ơi, một con gồng khủng khiếp. Trời. Bây giờ thì quang trời ơi, thêm một con gồng nữa. Thật sự mà sợ nha. Trời ơi, khủng khiếp mà. Trời. Mạnh thật. Quá mạnh ơi.
siêu mạnh. Yeah. Arsenal. Mày cũng ghê thật. Bây giờ mình chỉ còn một tí nữa thôi. Một tí nữa. Wow. Lại biến thành độc thật. Mày hả mày? Còn một tí máu lại biến thành làm gì? Ngẫm lại. Vâng các bạn, lần chia sẻ chúng ta sẽ tiếp tục nha. Trời ơi. Bây giờ tiếp tục nha bạn. Bây giờ chúng ta sẽ chơi đây, còn cái này ha. Đấu cái con này. Vegeta Super Saiyan Blue với sức mạnh vô biên. Có cháu bệt Blue. Chết nè. Wow. Chết cái gì đấy. Tuyệt chiêu khủng nhỉ. Chết chưa. Chết tuyệt chiêu đó. Mày giảm sức mạnh rồi. Hy sinh nữa mày. Wow. Chứ sao ạ? Dữ quá như ta. Được lắm. Anh sẽ tiêu diệt người. Trời ơi, bắn kìa. Bắn như như. Ta vẫn không sao đâu. Vâng, và người nhìn thấy ra sức mạnh của người sẽ bị tiêu hao nhanh chóng. Vâng, và hai xe chúng ta sẽ làm tiêu diệt. Những cái sao nữa. Cái gì vậy trời. Còn máu vàng kìa. Hai cú. Chỉ còn tí nữa thôi. Vâng, mà máu của mày đã sắp cạn rồi. Chà, mình được kêu cứu, mình cứu giỡn tình thế. Đâu dễ vậy, dễ vậy hả? Quá hả, được hết luôn nè, hay thật. Kêu cứu với tao là được hả? Rất hay, nhưng mà đáng tiếc là máu của mày còn rất ít. Nên mày sẽ không thể nào thắng được. Vâng, nó sẽ nói với sức lực đó thật không đủ đâu. Wow. Ôi dồi. Gì đây? Làm cái gì ngẫm đi cưng. Vâng, và như thế là xong các bạn. Mình đã tiêu diệt xong nhân vật cần tiêu diệt. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục